Lửa cháy ngày hôm nay gần nhà máy vũ khí hạt nhân. Control, swept the Texas Nằm ngay Panhandle, cháy rừng không kiểm soát được. Ở đây cháy quá nhiều, phải rút ra rút ra, có quá nhiều chỗ cháy. Tất cả mọi người phải rời khỏi. Thống đốc Texas ban hành tình trạng khẩn cấp. Đang lo ngại ngay cả hãng Pentax Plan gần Amarillo làm vũ khí hạt nhân. Lửa cháy gần đó không kiểm soát được. Tới hôm qua, trong công ty ngừng làm việc vào buổi sáng ngày hôm này trở lại làm chúng tôi sẽ làm liên tục ngay bây giờ cho tới nguyên đêm cho chắc chắn hãng Pentex Plant được bảo vệ hoàn toàn và được an toàn gió, gió thổi mạnh thời tiết khô khan làm cho lửa cháy càng ngày càng nhiều nhiều chỗ ở tiểu bang trong lúc này nằm về hướng chung tay của hoa kỳ mưa bão tiếp tục xảy ra. <laughs> Illinois, Michigan bị lốc xoáy. Mưa bão rất là nguy hiểm làm cho nhiều chỗ bị hư hại. có nhiều khu bị lốc xoáy đánh súng tan tành trong tuần này trên Hoa Kỳ gặp thời tiết khác bình thường. Ngay lúc này, chúng ta đang có cái nhiệt độ nó khác bình thường. Từ trên cao nó giảm xuống thấp rất là nhiều. Rất là ngộ trong lúc này. Có gần cả trăm thành phố nhiệt độ ấm trong tuần này. Giống như ở Rochester, New York. Năm nay, đó là cái năm mà nhiệt độ ấm nhất của tháng 2 ở New York. 72 độ. Đáng lẽ chúng tôi có khoảng chừng 12 in tiết rời. Ngay lúc này, ở bên Missouri, có người cũng đi ra câu cá. Câu cá không phải trên băng. Hiện tại, mưa bão càng ngày càng thảm khốc thêm, ảnh hưởng cả triệu người khắp nơi trên Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, các đội National chuyên môn coi về nhiệt độ trên Hoa Kỳ đang đi nhiều chỗ khác nhau để xem hư hại nó nặng nề như thế nào mới xảy ra. Họ muốn coi kỹ những cái cây bị chóc cốc như vậy có phải là lốc xoáy xảy ra hay không? Hay là cái chuyện gì khác đang xảy ra trong lúc này trên Hoa Kỳ?